chỉ đến đây tâm tư biến chi về từng lần nhìn em đang chiếc áo hồng xưa từng thì thầm cùng em. TV đã sửa, đồ nhậu đã mua, két bia trong tổ, đến giờ bóng lăn, ta ngồi vào bàn, ngước lên màn hình, hô to bốn chữ, Việt Nam vô địch. Quốc ca sẽ vang lên trong trận đấu cuối cùng, ngước mắt lên lá cờ, biết thêm những giấc mơ. Bao nhiêu người đã kêu tên, hy vọng muôn cõi lòng, yên ngang không lo sợ, đã tan những nghi ngờ. Từ những đứa trẻ thơ, niềm vui là mang theo số áo. Giờ đây nơi Việt Nam các anh là những áo anh xin chị đã lâu, ai mượn cô ấy về khâu cho cô. Tiền đâu của tiền Việt Nam, tiền Việt Nam ai Việt Nam gọi tên tiếng lên cộng phường, ông thần hay ai đứa nào thêm Phan Văn Đức nhìn ngang bên đây Đức Chinh Văn Toàn làm nhiều đôi thủ hoang mang. Hàng tiền về tiền Việt Nam, tiền Việt Nam ai kiến tạo gọi tên Tuấn Anh Xuân Trường kiến tạo hay ai đứa nào không quên Quan Hải Minh Vương Hải Long Đức Huy Kiên Cương Hoàng Anh Hoàng Đức Rất Sơn Duy Mạnh Thành Trung ấy đến trọng Việt anh đây cặp tình Việt Nam anh về canh tiền Việt Nam, tiền Việt Nam anh khỏe nào trọng hoàng với em Văn Hậu ông Thương Châu ai đứa nào Văn Thành lên bóng ơi phê Văn Xuân có thêm tận tài và Hồng Duy rất ok da, 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 da. Rồi đến thu môn Việt Nam, môn Việt Nam là vị trí của tận trường có một ông Văn làm phải cách ly nên thay ngay cái tên Văn Hoàng ngoài ra còn Văn Toàn nhận lúc đám đôi anh cho rằng tình ta như ánh trăng làm tốt lắm, triệu like. Yeah.
đừng ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày ra. Yêu ba đi. Mang về nuôi nha. Mang về nuôi. Ai khỏe hơn? Ai đẹp trai hơn? Ai nhanh hơn? Ai tốt tình hơn? Ai dễ xúc động hơn? Ai là hậu vệ giỏi hơn? Ai sạch điệu hơn? Ai lề mề hơn? Ai yêu nhiều hơn? Mày cái gì mày chỉ tao đúng không? Câu lề mề em thề luôn, câu lề mề mà anh có chỉ em. We'll be right back.